Hello, chào các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay có chỗ này trồng hồ bằng tay kiểu mới. Mồi nước hả? Nó đang lên nhá, chắc đi mồi. Này mình bỏ lớp đá dưới còn lớp cát lớp xi măng cho mình tưới nước. Ông Phú hôm qua ông chửi được. Hồi nãy sơ ý nè. Sao vậy? Hồi nãy sơ ý là sao lúc đó cái bên đó anh trường có su ga ga dính cho liền liền. Cái nước đi cậu ơi, cậu hồ khô cái đổ đó rồi cái tôi ấy nước. Trộn hồ nha. Trộn hồ kiểu mới à. Cậu gì để gì nè. Tại ơi, vợ mày đá là gì? Này coi đổ đá vô, đổ đá vô đi. Đá vô. Uống lần này cũng ngon nữa. Gì áo đồ kia đồ ra làm. Quý ơi. Hôm nay mấy mày làm cho bớt hai chữ đó. Chà. Chà, nó chà nó chói rồi. Mấy ơi, mấy ơi. Ba đó. Nước vô, nước vô. 5 thùng đủ rồi. Thùng lắm anh. Đội đội trộn hồ này có tên không vậy chú Úc? Hả? Đội trộn hồ này có tên gì không? Có tên thợ hồ. Đủ 7 thùng chưa? Đủ rồi. Nó mới 4 thùng mà. Năm mà còn 2 thùng nữa. 2 thùng nữa. Ừ. 5 thùng trộn nổi chưa? Quay tôi đăng lên YouTube đó nha, nó chửi hại đừng có chửi lại nha. Mấy đừng có chặt luôn. Nha. Trong trong hồ kiểu 2020 bây giờ. Đưa đây. Tôi kêu đồ mà chảy tôi. Đăng lên về bắt lên con. Trời ơi, trời ơi, đăng lại. Nó chạy xuống rồi giật thêm cái nữa. Rồi đăng lại đi. Rồi dưới đăng lên coi. Ê ê ê cái nó xuống đó, nó đỉnh đó. Nè, đưa dưới đăng mày đá đây. Hay quá. Đăng cho nó chết. Cái đi đi. Đứng người nó lên. Nè. Này hết tỉnh luôn. Sao nữa bao bây giờ còn nữa. Nghe lời ông tám không được đâu. 7. Mình hai số 2. Nó. Làm cái hũ dữ đủ được. Đủ đá vô chưa? Đây. Tìm cho nó xuống đây cho nó. 2 đồng nữa đó. Còn 2 đồng đó không? 7 đồng mấy chị? 6 đồng. Năm đồng thêm đồng vô thấy không? Vô. Không có thế. Bây giờ cho nước lên trào lên này đi. Cho nước trào lên này đi. Cầm mù. Mày không tiếp mày lo quay phim đụng nữa. Mày đưa gì dưới nè. Còn tao phim nè. Mày đưa gì dưới nè. Thế nè còn không có chỗ. Ủa kêu gạch ban á chở cái này chở chứ dữ. Đi. Xuống đây rồi nè. Mai dính thùng luôn. Rồi kéo lên. Gọi em bây giờ trả trả ra đi. Lên. Nè. Vô vô đây anh đó đi. Trời ơi, cái cùng có cha con luôn hả? Đồng hồ kiểu này là rất là nhanh các bạn. Quá nhanh luôn. Quá nhanh. Lấy giá mày coi định. Chờ giá đi. Hết hết. Giá đi coi. Giá bao. Giá đâu hả? Đâu rồi. Đó, lấy lại đi. Đâu mày giá đâu? Giá đâu? Tụi bay. Giá đâu? Còn đâu nãy à? Giá vô trên cao khác. Thôi mày bây giờ dính đi để lấy giá. Được coi. Đưa. Bao. Không. Tích nãy giờ rồi. Cũng như vậy. Hai. Quy lượng lực lượng đủ vũ trang thôi. Giờ đây về 6 giờ. Trong hồ này về 6 giờ chứ không 12 giờ, 11 giờ không nổi. 9 giờ.
hết rồi. Cho nó điều cái này nước hơi nhiều rồi. Kênh ủng hộ mình nha các bạn. Đổ đá vô là sàn được thôi. Đổ đá vô, đổ đá vô. Mày đổ kéo kéo hồi chắc mua xu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhiều. Bây giờ nó chảy nước xuống đây.